Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Huyên đây. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn bằng topic nói trực chiến. Đó là topic về công nghệ, technology. Các cái từ mới chúng ta cần biết đó là state of the art, tân tiến, hiện đại. State of the art, các bạn nhớ phát âm cho chuẩn nhé. Revolutionary, mang tính cách mạng, đây là một tính từ. Ví dụ như công nghệ mang phát triển, sự cốc phát triển công nghệ mang tính chất của một cuộc cách mạng. Navigate, định vị. Navigate, navigate, navigate. Mình kéo dài miệng ra. Navigate, navigate, navigate. Rồi giá cả phải chăng? Ai cũng muốn mua hàng hóa giá cả phải chăng, phải không nào? Commercially viable, commercially viable, commercially viable. Nhân tạo, synthetic, synthetic, synthetic. Từ này khó phát âm vì chữ thờ, không đơn thuần là chữ thờ Việt Nam. Đẩy cái lưỡi ra ngoài và có hơi nè các bạn. Để phát âm được chữ thờ, các bạn cần theo dõi mình trong các video phát âm nhé. Synthetic. Rồi, hiện đại, tân tiến, hiện nay. Ví dụ công nghệ hiện đại ra đời từ Đức đi, giúp cho bác sĩ chẩn đoán được các bệnh tật sớm hơn, giai đoạn bệnh ung thư sớm hơn, ví dụ vậy. This state of the art technology, this state of the art of technology help doctors diagnose, diagnose là chẩn đoán, diagnose cancer at the early age, at the early stage, ở giai đoạn đầu. Revolutionary, mang tính cách mạng, revolutionary. Sờ dài các bạn nhé. Báo chí mà in ra trên tờ những cái bản giấy đó được mô tả là một cuộc cách mạng đấy. Revolutionary là một cuộc cách mạng. Revolution cũng là danh từ. Cuộc cách mạng, mang tính cách mạng hóa. Revolutionary. Thì việc in báo, printing press, in know as a revolution, in know as revolutionary. Chúng ta dùng ở đây mang vị trí danh từ. Navigate, navigate. Những thiết, cái thiết bị đặc biệt này sẽ giúp bạn định vị dễ dàng mà không cần phải dùng internet. This special device will help you navigate easily without using the internet. Giá cả phải chăng? Commercially viable. Commercially, chữ mer chúng ta gì, cong môi lại, cong cái lưỡi lên. Commercially, commercially, và phát ra chữ sờ dài. Commercially, trong tương lai tôi tin rằng các thiết bị điện tử sẽ được bán với giá cả phải chăng. Thì in the future, I believe that most electronic devices will be commercially viable for everyone. Nhân tạo. Khi synthetic, khi nhân tạo khác biệt với tự nhiên, thì sự đi ngược với tự nhiên, khi sự nhân tạo đi ngược với tự nhiên thì sự khác nhau rõ ràng. Synthetic is constructed with the natural one. The difference is very apparent, apparent. Nhân tạo, sợi nhân tạo tổng hợp là sao? Synthetic silk. Ở những câu, ở trong chủ đề này, các câu hỏi liên quan có thể là bạn có dùng máy tính không? Loại sự phát triển công nghệ nào đã tác động lớn tới cuộc sống của chúng ta? Hay người ta có phụ thuộc nhiều vào công nghệ hiện đại thời nay không? Bạn có nghĩ là do you think we need to know much about computers? Bạn có nghĩ là chúng ta nên biết về công nghệ máy tính không? How do computers affect our daily life? Thế công nghệ máy tính đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta như thế nào? Do you agree that some people use technology for communication too much?
Bạn có nghĩ là người ta dùng máy tính để nói chuyện với nhau quá nhiều không? Mình đi vào những cái câu, một vài câu để làm bài mẫu, điểm mẫu để các bạn gặp tình huống và trả lời nhé. Ví dụ, do you use any gadgets on a daily basis? Bạn có sử dụng cái thiết bị công nghệ nào hàng ngày không? On a daily basis, nó là nghĩa daily life. Và any gadget là dụng cụ, thiết bị nào đó. Và người khác trả lời, all your, tất cả. Ở đây á, từ ghi đậm màu mực khác nhấn mạnh những cái từ đó. Surely I do, although I don't consider myself a geek. Tôi dùng và tôi không nghĩ là mình là người giỏi về công nghệ. I quite enjoy using all the new items like laptop and smartphones. Tôi khá thích thú việc sử dụng laptop hay là điện thoại thông minh. All in all, trên tất cả thì we're living in the computer age. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ máy tính. Chúng ta nên nhớ là khi trả lời, chúng ta nên chọn vài từ chốt. Ví dụ, gadget cũng là thiết bị linh kiện điện tử, hay là computer age là những cái từ đắt giá để cho người khác thấy rằng là bạn cũng là những người biết tới lĩnh vực này. It's possible to ignore cutting edge technology. Chúng ta không quan tâm nhiều tới những từ mới này, nhưng thực ra nó rất phổ biến. Cutting edge technology, cutting edge age là công nghệ siêu thời đại, công nghệ thời đại mới á, cá tính nổi bật, người ta dùng là cutting edge. Bạn có quan tâm tới cutting edge modern, cutting edge technology? Từ rất là hay và thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên lưu lại. Ví dụ như modern age và cutting edge mà device hoặc là cutting edge technology là những từ được ưa chuộng sử dụng trong cuộc sống, các bạn nhớ nhé. How often do you use internet? Câu này người ta sẽ gặp nhau và hỏi thường xuyên. Bạn có sử dụng internet thường xuyên không? I use internet every day. It helps me with my study and it entertains me when I'm down. Đây là văn nói, khi tôi buồn thì tôi giải trí bằng sử dụng internet. Nhưng mà khi viết mình không viết như thế này, nhưng khi văn nói thì mình thể dùng. I usually use internet to entertain when I feel so down. Ví dụ vậy, surfing the internet, đây là một cái từ rất hay dùng. Từ lớp 4 là trẻ con đã học đọc từ này rồi. It's my hobby. I also frequently use World Wide Web for communication purposes. Tôi cũng dùng những các cái trang web á, mạng á, hay dùng trang web mạng cho nhiều mục đích giao tiếp, communication purposes. Although, mặc dù cũng được, I don't like social media like Facebook. Although I really don't like social media like Facebook, I often use video conferencing for talking. Đúng rồi, bạn có sử dụng internet không? Bạn cái từ chốt liên quan là video conference. Hay là social media. I surfing the internet. I love surfing the internet and entertained by the internet. Although I don't like Facebook as a social media. Mặc dù tôi không thích cái mạng xã hội Facebook, nhưng mà tôi phải thường xuyên sử dụng video conferencing, cuộc hội nghị bằng video conferencing để mà nói chuyện. How often do you own a computer? If so, how often do you use it and for what purpose? Bạn có sở hữu máy vi tính không? Và như nếu như thế thì bao lâu một lần bạn sử dụng nó và sử dụng vào những mục đích gì? Các bạn cần nhớ những từ chốt. Ví dụ như sử dụng vào mục đích gì? Surfing the internet là một mục đích. Accessing news là tiếp cận tin tức. Downloading phim có thể là tải phim về. Nghe nhạc, listen to music. Khi mà hỏi câu đó là mình đã có những cái từ chốt trong đầu rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là lắp ghép và nối câu. Ở đây người ta dùng large screen là màn hình bự. Word processing là giải mã chữ, vận hành chữ viết. Browsing website là tải nhiều trang web. Well-oiled machine. Các máy vận hành đã cũ rồi. Yes, I have a personal computer and laptop. Vâng, tôi có một cái máy tính cũ và một cái laptop. Tôi có một cái máy tính và một cái laptop cá nhân. I use my laptop mainly for education. Mục đích chính là dùng cho giáo dục. Rồi bắt đầu kể lên nè.
is very light and fit in my bag easily. Nó nhỏ, nó nhẹ, light, nhẹ, và fit in my bag, và phù hợp với cái túi đựng của tôi. So I take it with me to school. Vì thế nên tôi mang nó tới trường. Meanwhile, my PC has a large screen. Trong khi đó thì cái máy tính của tôi nó có cái màn hình lớn đấy. And a convenient keyboard. Và cái bàn phím rất tiện lợi. So I use it for word practicing. Để tôi viết chữ lên đó. Thực hành chữ viết rất là hay, nhanh. I'm browsing website và vận hành nhiều trang web internet. Mở ra trình duyệt ấy. Nó là một cái phương pháp cũ truyền thống. Well-oiled machine. Chạy nhanh mà cổ rồi. Chạy nhanh, phương pháp cổ. Phương pháp này là phương pháp chung. Cái máy mà nó có thể chạy nhiều thứ như thế gọi là well-oiled machine. Như vậy thì bạn có máy tính không? Bạn dùng cho mục đích gì? Thì người này đã trả lời dùng cho mục đích giáo dục. Ví dụ browsing website, hay là search the internet, hay là word processing, because it got a small keyboard. Chúng ta nhớ những cái từ này để mình liên tưởng, mình kết hợp, mình kết nối trong cái cách nói của mình. Và khi mà mô tả một cái vật dụng nào đó thì mình cũng mô tả những cái tính năng, công năng cơ bản của nó, và mình sử dụng cho mục đích gì, và mình sử dụng nó thường xuyên không, và mình có thấy cần thiết và sử dụng nó không. Thì người này nói rằng là họ thích sử dụng, họ sử dụng laptop, và họ sử dụng laptop là cho nhiều mục đích, và họ thấy là laptop quan trọng. Những cái từ chốt và đắt giá trong cái cách mà họ trả lời bài dài, bài nói diễn dài như thế này thì chúng ta để ý nè. Rocket science là khoa học tên lửa, tức là khoa học thời đại, khoa học ngày nay đấy. Browsing website là trình duyệt web. Reinstalling the operating system, vận hành lại hệ thống. What's more, đây là văn nói thôi các bạn nha. Also là những cái từ nối, hay là generally là những cái từ nối trạng từ. However là tuy nhiên, để kết nối hai mình về trái ngược nhau. Although at first, lúc đầu, nói tới mình đề những nhường đấy con các bạn. Và máy tính thì làm những cái nhiệm vụ surfing the internet, browsing website, hay là, và họ thấy rằng là essential device là thiết bị cần thiết. I don't own many gadgets. Tôi không sở hữu nhiều thiết bị linh kiện điện tử. I have a PC, laptop and a smartphone, and I can't imagine my life without either of those. Tôi có một cái máy vi tính và một cái laptop và một cái điện thoại, và tôi không thể nào hình dung được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu những thứ này. Câu này hay không các bạn? Rất hay, mở đề. Bạn có dùng phương tiện điện tử nào không? Có. Và tôi cảm thấy là tôi sẽ không biết cuộc sống của mình ra sao nếu thiếu những thứ này. Thời đại công nghệ mà. However, my laptop is the most important piece of technology for me. Và máy vi tính là một cái thiết bị mà quan trọng đối với tôi. I got it as a birthday present from my parents a few years ago. Tôi nhận được cái máy này vào ngày sinh nhật của mình cách đây vài năm. And I use it nearby every day now. Và tôi sử dụng hàng ngày. Although at first using it was like rocket science for me. Lúc đầu sử dụng giống như là tên lửa thời đại, nó lạ lắm. After a few weeks I was able to do everything I needed. Nhưng mà sau vài tuần thì tôi có thể sử dụng được thành thạo rồi. To be able to là diễn tả sự việc gì đó khó làm, nhưng bây giờ đã làm được, và làm được rất khó khăn. From browsing websites to reinstalling the operating system, tôi trình duyệt web, các trang web, và vận hành lại hệ thống. Và gì nữa nhỉ? What's more, without my laptop I wouldn't be able to do my homework for the university. Và nếu không có laptop tôi không thể nào làm bài tập cho trường đại học của mình được. Also I use it for surfing the internet and finding whatever I want. Ngoài ra tôi còn trình duyệt surfing the internet là tìm hiểu thông tin internet, là tìm những cái nguồn nào mà tôi thích. Finding what I want, whether it's a piece of code for my project or a useful tip on how to cook a steak. Thậm chí là chỉ những cái vấn đề đơn giản nhất là đi tìm một cái mã số nhỏ cho dự án của mình, hay là những cái mánh khóe để nấu nướng một món ăn như món bò chẳng hạn, steak, bít bò, bít tết chẳng hạn. Nói chung á, generally
My laptop become an essential device for me. Là máy tính của tôi trở thành thứ vật dụng rất là quan trọng đối với tôi. Do you think we need to know much about computers? Câu này sẽ rất dễ khi mà những người xung quanh hỏi bạn, hoặc là khi mà trong giao tiếp văn nói và những người phỏng vấn họ cũng sẽ hỏi thế. Bạn có nghĩ máy tính quan trọng không? Để thử coi ý kiến của mình. Well, not too much, but there's definitely a couple of essential things everyone should know. Tôi không biết nhiều đâu. Not too much. Nhưng mà hoàn toàn là rất là nhiều thứ mà mọi người nên biết. Nhưng mà tôi biết nhiều thứ mà mọi người nên biết ha. But there's definitely a couple of things everyone should know. Bây giờ mình không biết máy vi tính nhưng có vài điều mình phải biết. Zoom rồi, Google Conference, video conferencing là phải biết. First of all, you need to know how to enter a web address. How to enter a web address. Làm thế nào để vào một trang website. How to navigate website. Làm thế nào điều hướng website. It's very important nowadays to be able to surf the net. Thật là quan trọng khi for the information you need. Và tìm hiểu thông tin trên mạng là ngày nay thì rất là quan trọng. What is the most impactful piece of technology in our lives? Ảnh hưởng nào lớn nhất của công nghệ vào cuộc sống của chúng ta? What is the most impact of technology in our lives? Câu này người ta cũng sẽ hỏi đấy. Bạn có thấy là công nghệ ảnh hưởng mạnh tới bạn không? Bạn thấy ảnh hưởng mạnh nhất ở điểm nào? Đó, người ta hỏi câu như thế. In my point of view, theo ý của tôi đấy, the internet is the most important technological advance of our time. Thì tôi nghĩ là công nghệ hiện đại là technological advance. Công nghệ hiện đại thì quan trọng. Internet là công cụ, công nghệ hiện đại. Internet là cái sự tiến bộ công nghệ quan trọng. Chúng ta nhớ cụm từ important technological advance lại nè. Important technological advance, sự tiến bộ công nghệ hiện đại. Important technological advance, sự tiến bộ công nghệ quan trọng. Important technological advance của thời đại chúng ta. Tôi nghĩ là internet là một cái sự tiến bộ công nghệ hiện đại, công nghệ quan trọng của thời đại chúng ta thì sao? The internet is the most important technological advance in our time. It gives us so many opportunities to discover anything we want about our world. Và nó cho chúng ta rất nhiều cơ hội, opportunities, cho nhiều cơ hội để khám phá ra những gì chúng ta muốn ở thế giới này. You just need to put up your computer and go online. Bạn chỉ cần mở máy vi tính lên, put up và vào mạng online. And with wireless network at home and public Wi-Fi hotspots, you can do easily and almost everywhere. Và với mạng lưới Wi-Fi kết nối không dây ở nhà hay ở các tụ điểm công cộng, thì với mã số Wi-Fi bạn có thể làm mọi thứ dễ dàng ở bất kỳ nơi đâu. Mình nói lại, và với mạng internet không dây ở nhà hoặc ở những tụ điểm công cộng, thì bạn có thể với mã số Wi-Fi bạn có thể làm mọi thứ dễ dàng ở bất cứ nơi đâu. Wireless network at home and public Wi-Fi hotspot we can do easily and almost everywhere. How computer affect your life? How computer affect everyday life? Máy tính ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của chúng ta? Các bạn nhớ là certainly, starting from, bắt đầu là từ như thế nào đó, và kết thúc là and with. Và digital editing là công nghệ xử lý, digital, mảng công nghệ xử lý đấy. Editing, time consuming and efficient. Và nó ảnh hưởng chúng ta ở chỗ là mất thời gian, ví dụ như time consuming, và không hiệu quả nếu như chúng ta ngồi lâu coi phim hay đam mê chơi cờ hay chơi game trên mạng ha. Time consuming and inefficient digital editing. Và như trong cái thời đại là cutting edge modern age thì nó ảnh hưởng chúng ta rất nhiều. Và mình nên nói như thế này, theo cách tích cực và theo cách tiêu cực. Theo cách tích cực thì in a positive way, certainly they help with so many things, starting from writing and printing your own essay and ending with developing advanced program and digital editing. Bắt đầu từ việc mà
viết và in ra bài luận và kết thúc bằng việc phát triển những cái chương trình nâng cao xử lý bên trong. Và nếu như without computer studying, nếu như không có máy tính thì việc học sẽ trở nên là time consuming and inefficient. Thực sự là nếu như ngày nay không có máy vi tính thì việc học sẽ trở nên time consuming and inefficient, mất thời gian và không hiệu quả chút nào. How effective is the use of computer in the classroom? Và sự hiệu quả trong cái việc sử dụng máy vi tính ở lớp học thì như thế nào? Ở đây người ta nói nè, to be competent in the use of computers thì làm cho người ta có khả năng sử dụng máy vi tính. Ví dụ, in my opinion, using computer in the classroom is very effective. Họ nói rằng hiệu quả như thế nào vậy? Thì họ nói là hiệu quả. I think it's important for students to become competent in the use of computers. Và tôi nghĩ là sinh viên, và thật quan trọng cho sinh viên để trở nên có khả năng sử dụng máy vi tính. It's important for students to become competent in the use of computer. Chúng ta nhớ nè, khi sử dụng máy vi tính là in the use of computers, to repair them for the workplace, để chính họ phải chuẩn bị cho cái nơi làm việc ở tương lai. You know, computers are used everywhere in the workplace now. Vì các nơi làm việc đều, vì nơi làm việc nào mà không dùng máy vi tính, đúng không? Computers are used everywhere in the workplace now. But I also think that having computers so easily available gives teachers the opportunity to introduce students to the variety of information on the internet. Nhưng mà bạn này bạn thấy rằng là việc có máy tính á, thì dễ dàng cho giáo viên á, các cái cơ hội để mà giới thiệu cho học sinh của mình những cái thông tin đa dạng. The variety of information on the internet, cái thông tin đa dạng ở trên internet. Đối với giáo viên trong ngành giáo dục thì have the opportunity to introduce students to the variety of information on the internet. Thế nha các bạn, hãy nhớ những cái từ chốt mình vừa nói trong bài này để giúp bạn hoàn thiện tốt cái bài nói về công nghệ nha. Tại vì các bạn, nếu có vấn đề gì hãy inbox mình sử dụng.